Xin chào các bác nhé, em tiếp tục lên sóng con máy rửa bát Panasonic TR7. Lần này máy rửa bát vệ sinh xong nhiều, toàn máy đẹp, lên cho các bác lựa thoải mái luôn. Toàn bộ là những cái con máy tuyển chọn hàng em đã làm vệ sinh sạch đẹp rồi. Năm sản xuất 2014 các bác nhé, con 2014 này, hình thức khá là ok. Series máy 1222 TR7. Mặt mũi đây TR7. Nội thất rồi, khá là sạch luôn nữa. Sạch đẹp. Đây mà so thứ mọi thứ sạch đẹp. TR7 mã số 21, em bán là 4.8 triệu. Giá chưa phí vận chuyển, chưa có biến áp. Máy Nhật nó sử dụng điện 100V, thì các bác nào chưa dùng bao giờ các bác lưu ý nhé, là phải dùng mua một cái biến áp tối thiểu là 1.500W để chuyển từ điện lưới Việt Nam 220V xuống điện lưới 100V của xuống điện 100V của máy Nhật này thì các bác mới dùng nhé, còn cắm thẳng điện lưới Việt Nam thì cháy luôn đấy. Các bác nào có nhu cầu lấy chiếc này các bác liên hệ nhé. Chào các bác.